Vâng, như tôi vừa xin chào quý vị và các bạn nha. Trước mắt các quý vị và các bạn đây, sau mình đây là căn nhà 2 tầng tại thị trấn Lâm Thao, Phú Thọ, có sử dụng toàn bộ hệ thống tấm bê tông nhẹ Lee Cô Quân Việt Nam để làm sàn cũng như làm tường trên phía tầng 2 này. Mời anh em cùng tham quan xem là quá trình hoàn thiện nó như thế nào nhé. Đây, đây chúng ta ở đây phía bên ngoài, chỗ khu này sẽ là khu bếp ăn này. Là chị sẽ toàn bộ ốp đá, gạch đá luôn. Và các bạn nhé, ốp trực tiếp lên trên cái tấm bê tông nhẹ bên mình, nó bám vữa rất là tốt. Đó, sử dụng luôn cái keo vữa bên mình cấp luôn. Đây, cái bên này thì đây đang là các bước đã đi xử lý mối nối hết tất cả rồi, thì nó sẽ chống cái vấn đề về nứt dăm các thứ cho các bạn. Như này không bao giờ có hỏng móc, không có mùi hán. Đây là mỗi một phòng nó để cửa, là mỗi phòng một quạt gió, một cái điều hòa. Đúng rồi, điều hòa hệ thống khép kín hết. Căn phòng ở đây sẽ toàn bộ được ốp nhựa nano hết ở đây, do anh Đoàn, anh Đoàn chuyên gia ốp nhựa nano tại Phú Thọ làm cái tấm này cho nó triệt để. Đây, các căn phòng sẽ trong và ngoài các căn phòng này đều sẽ được sử dụng ốp nhựa nano luôn. Đây, tấm nhựa nano này nhé, thì nó sẽ có cái đặc điểm tấm bên mình đã ngăn ẩm nồm rồi, thì cái nano này cũng ngăn ẩm nồm nữa, sẽ tác động kép làm cho cái căn nhà các bạn luôn luôn khô ráo, không lo ẩm mốc. Sẽ toàn bộ ốp nhựa nano hết tất cả các phòng phía bên ngoài và bên trong. Các bạn có thể tham khảo cách phối như thế này, có thể là phân đá, dưới là lam sóng, trên là trần phẳng, lắp đèn sáng. Đây, toàn bộ những chỗ này thì cũng sẽ ốp nhựa nano hết bên ngoài. Tấm bê tông nhẹ như Google Việt Nam, các bạn có thể ốp rất là nhiều cái được, ốp gạch, ốp nhựa nano ấy càng dễ đóng găm vào, nó rất là ăn mút. Anh em thi công dễ rồi, nhanh, sẽ tăng nhanh cái tốc độ thi công hơn. Đây là cái sàn bê tông nhẹ các bạn nhìn nhé. Đây thì chỉ cần vữa lát gạch lên sẽ thấy là đi rất là êm ái. Cách âm hoàn toàn xuống phía dưới, đảm bảo cho phía dưới không ồn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với bên mình, công ty bê tông nhẹ Lee Cô Quân Việt Nam. Số điện thoại bên mình sẽ để trên màn hình, hoặc là vào các cái website bê tông nhẹ vn.com. Các bạn tìm search bê tông nhẹ Lee Cô Quân sẽ thấy ra rất nhiều kênh YouTube như TikTok bên mình để tham khảo các công trình, và liên hệ trực tiếp với bên mình để nhận được các cái tư vấn cũng như báo giá hợp lý nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.